Xin chào anh em là Tú. Hôm nay em Tú sẽ giới thiệu đến với anh em một chiếc Rolex mà bên em mới về. Thì chiếc này là một chiếc hàng mới anh em nhé. Thì chúng ta sẽ còn đầy đủ là hộp và cái bao ni lông ở đây. Thì em xem bỏ từng cái ra và trên tay cho anh em. Trước khi đến với đồng hồ thì em sẽ ghé qua một chút ở phần ngăn bên cạnh này. Đây là nơi chứa sổ và thẻ chiếc đồng hồ này. Đây là quyển sổ giới thiệu của Rolex. Và chúng ta sẽ có một cái tờ giấy của bóc tip mà em mua. Trên này của em sẽ có mã là 116234 với số series là 19W E9877. Với đời 116 thì anh em sẽ biết được là chiếc này là một chiếc đời sau 126, và 234 thì sẽ là size 36mm và đề thân thép. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có là date mua ở đây năm 2020. Chiếc này thì sẽ được bảo hành hãng đến 2025 anh em nhé. Nên anh em yên tâm về cái chế độ bảo hành cũng như là thời gian bảo hành của chiếc đồng hồ này. Đó. Chiếc này là một chiếc 116 đến năm 2020 thì đã dừng sản xuất rồi. Đây là một chiếc để kiếm được một chiếc mà hàng mới như thế này thì cực kỳ là hiếm có, khó tìm. Đây em sẽ còn một cái tag và một cái siêu liềng ở đây, còn nguyên hết, nguyên đai nguyên kiện hết à. Ok thì em sẽ bỏ chiếc đồng hồ này ra và trên tay cho anh em. Trên tay em đang là một chiếc Datejust 116234 với cái mặt là mặt chai đen. Anh em nhìn cái mặt chai đen này rất là lạ và độc đúng không? Cái mặt chai này thì anh em thường thấy là mặt chai tím và mặt chai trắng, còn mặt chai đen thì anh em cũng biết là nó sẽ rất là hiếm có, khó tìm. Chiếc này là chiếc hàng mới 100% anh em nhé. Đó, từ phần liềng đến phần dây còn đều nguyên nguyên hết. Đó, em chỉ bóc siêu ra để trên tay cho anh em thôi. Thì em này sẽ có một cái mặt chai đen, và khi mà em nghiêng qua từng góc độ này, đó, cái mặt chai này sẽ ánh lên cầu vồng rất là đẹp. Cái mặt chai này thì mỗi một chiếc Rolex sẽ sử dụng một con chai khác nhau để tạo lên cái mặt chai này, nên là chiếc không chiếc nào giống với chiếc nào cả. Đó, nó như là kiểu một kiểu mặt độc bản vậy. Bộ kim sẽ được làm bằng vàng khối và sẽ là vàng trắng anh em nhé. Và các cọc số là cọc số kim cương để tăng cái vẻ sang trọng cho chiếc đồng hồ này. Với dòng chữ Rolex và Oyster, Perpetual và Datejust sẽ in màu trắng. Bên dưới này là đội chứng nhận máy là Superlative Chronometer và dòng chữ Swissmade đây. Anh em có thể thấy được là phần liềng thép này. Đó, sẽ được chạy rất là nhiều dòng chữ Rolex xung quanh liềng. Và góc 6 giờ anh em sẽ thấy được là dòng chữ series ở đây. Mặt kính chiếc đồng hồ này sử dụng là mặt kính sapphire nguyên khối, được làm phần cyclops ở góc 3 giờ đây. Cái phần lúp này thì sẽ phóng to lịch để giúp anh em quan sát lịch một cách dễ dàng hơn. Và chúng ta sẽ có là một cái logo ẩn bên dưới góc 6 giờ, thì anh em soi flash vào thì mới thấy được cái logo ẩn này. Ok thì đến với phần thân chiếc đồng hồ này thì em sẽ có là một cái liềng khía được làm bằng vàng trắng, và còn lại sẽ là thân thép 904. Chiếc này thì size 36mm anh em nhé. Size 36 của Rolex là một mẫu free size. Thì anh em là cổ tay dưới 16.5 thì đeo đều có thể đeo được chiếc đồng hồ này. Đó. Các phần thân sẽ là phần thân đánh bóng, và dây sẽ là một hai bên cạnh này sẽ là dây phay xước, và chỉ giữa sẽ được là thép đánh bóng. Bên cạnh này em có một cái lúm này, cái logo rất là thẳng, rất tuyệt vời. Và khi em mở lúm sẽ là chỉnh chức năng, rút ra một lớp sẽ chỉnh lịch, và rút ra lớp thứ hai sẽ chỉnh giờ, rất là dễ cho anh em sử dụng. Một khi anh em đóng lại thì chiếc này sẽ có độ trúng nước là 100m, anh em rửa tay đi mưa hoặc đi tắm nhẹ nhàng cũng khá là ok. Bộ dây Jubilee rất là đẹp, khóa sẽ là khóa bấm gập một bên. Khi anh em bấm lại thì cái khóa này nó tạo lên một cái tổng thể rất là cuốn hút. Khi mà anh em lên tay, cái bộ dây Jubilee này đeo lên tay rất là mềm và nó sẽ rất là linh động.
mặt trong bên khóa này thì anh em sẽ thấy được là dòng chữ được khắc rất nhiều chữ Rolex này, Geneva và thép không gì. Ở mặt sau dây thì anh em sẽ thấy được là đánh phách xước toàn bộ để tránh tối đa nhất các vết xước khi mà mặt trong dây được sẽ được ma sát nhiều với cổ tay. Mặt sau đáy thì là đáy kín với bộ máy sử dụng là 3135. Anh em sẽ có là 48 giờ tích cót, 31 chân kính và tần số dao động là 28.800, size số là cộng trừ 2 giây một ngày. Đó. Ok thì em sẽ lên tay thử cho anh em chiếc đồng hồ này nhé. 116234 đếch chốt size 36mm, lên tay em là cổ tay 15.8, đeo lên tay là vừa xinh luôn. Đây là anh em cổ tay dưới 16.5 là đeo chiếc đồng hồ này rất là ok. Đó. Ok thì bên đang bán chiếc này là một chiếc hàng hàng mới, kiểu hàng mới thì bên đang bán đấy cái mức giá rất là tốt cho anh em là thiện chí. Thì anh em là quan tâm chiếc đồng hồ này của em thì có thể qua trực tiếp sau để lên tay, như để lại tin nhắn cho em để em có thể tư vấn trực tiếp cho anh em nhé. Cái mặt trai ánh cầu vồng rất là đẹp. Ok thì em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Em xin chào, gặp lại anh em.